Xin chào tất cả anh em. Hôm nay thì Huy lại gửi tới anh em một cấu hình Lyrai thanh lý. Và đặc biệt bộ này là thanh lý rất là rẻ luôn. Chọn bộ âm thanh này, anh em chúng ta có thể đi làm show được khoảng 300 khách. Và giá thanh lý chỉ có 46 triệu thôi ha. Array 40, hai cặp Array 40 từ neo. Cái cấu hình này thì ray nó còn mới tới 98% nha anh em. Cái bộ này là hôm vừa rồi là bên Huy có bán cho anh khách ở miền Tây ấy, là hai cặp vỏ ray và một cặp vỏ súp ấy, là anh lấy về anh lắp cái loa của anh vô. Ray là đồng bộ từ neo mọi người, bát neo, chép neo, súp cũng là từ neo côn 100, súp từ neo côn 100 ha. Ray là côn 76 mọi người. Thì anh đi được hai show thôi. Đó là anh đã nâng cấp đổi đến loa hỏa tiễn của bên Huy. Chính vì thế là Huy đã thu lại nguyên cái dàn loa này. Hôm nay là về lên thanh lý cho anh em nhé. Hình thức còn mới tới 98% anh em. Đó. Cấu hình loa này, bộ máy nha. Bộ máy thì hôm vừa rồi là Huy thu về nó không có tủ đâu. Không có tủ, nhưng mà Huy lắp thêm cái tủ vô nhìn cho nó đẹp ha. Bộ máy sẽ có micro BBS này, vang số này, và con đẩy hai kênh 2.8 này, và con đẩy CA32 cộng. Thì con này là đẩy của bên Huy nha. Cấu hình bên trên của anh khách, và con đẩy này là hôm rồi Huy thanh lý á. Vì đẩy này hôm rồi úp lên cả một ngày trời mà thấy anh em hỏi mà không thấy chuyển khoản cọc, cho nên hôm nay là lấy lắp vô dàn luôn cho anh em nha. Đấy, chọn bộ âm thanh này, tủ máy này, loa như này ha, chỉ có 46 triệu thôi. Và đặc biệt đó là đã thanh lý rồi, nhưng mà anh em nào mà chuyển khoản hết 100% thì bên Huy sẽ giảm thêm 2 triệu nữa cho anh em nha. Một cái chương trình thanh lý rất là tốt, và bên Huy thì có hỗ trợ trả góp luôn cho anh em nha. Anh nào quan tâm thì nhớ liên hệ liền cho bên Huy nha. Một bộ duy nhất, giá thanh lý là 46 triệu, giảm thêm 2 triệu cho anh em nào chúng ta chuyển khoản đủ 100% nha. Sẽ có một ngày không phải chờ lâu ta lại tìm nhau. Hương vị đồng quê thơm dịu dàng thấy bát ngát phong này. Em sẽ là cô dâu ngoại thành, anh sướng về quê.